nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều qua, thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn. Dự chương trình có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chúc mừng đội ngũ những người làm báo, đồng thời động viên, tri ân những đóng góp đồng hành của báo chí với sự phát triển chung của Đà Nẵng. Đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng đều được báo chí phản ánh đậm nét, sinh động. Nhiều vấn đề báo chí nêu mang tính tham vấn, góp phần vào hoạt động quản lý, điều hành của thành phố. Báo chí trên địa bàn Đà Nẵng thật sự là cầu nối giữa chính quyền và người dân, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, quyết sách hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận đóng góp quan trọng của báo chí với sự phát triển chung của địa phương, đồng thời mong muốn thời gian tới, báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công cuộc phòng chống COVID-19, trong các chương trình giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch.